chào mọi người. Thì như mọi người biết đó, là hiện tại ở trên các trang mạng hay báo chí đã có nói rất nhiều về mẫu City mới. Mẫu City mới 2021 với nhiều tính năng mới và kiểu dáng được thiết kế lại rất là đẹp và được nhiều các anh chị vô cùng quan tâm cái mẫu xe này. Và theo thông tin chính thức của Honda Việt Nam thì mẫu xe này sẽ được ra mắt dự kiến vào ngày 9 tháng 12 sắp tới này. Tức là chỉ còn khoảng gần một tháng nữa thì chiếc xe này sẽ được ra mắt với công chúng và sẽ được công bố cái giá cụ thể cho 3 phiên bản, từ phiên bản cao cấp nhất cho đến phiên bản thấp nhất, đó là RS, phiên bản L và cuối cùng là phiên bản G. Thì cái xe City mới này này cũng được nhiều trang mạng review rất là cụ thể về những cái hình ảnh. Có thể nói, có thể ví là cái chiếc xe này nó được gọi là một xe tiểu Accord. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Và thông qua những hình ảnh đó thì chúng ta có thể mường tượng được cái mẫu đó nó như thế nào và nó khác biệt ra sao so với lại cái mẫu xe City thế hệ cũ đó. Thì bên cạnh đó thì cũng có nhiều anh chị rất là quan tâm và muốn mua một chiếc xe lướt để tiết kiệm được một phần chi phí của mình. Và hiện tại thì bên đại lý chúng em cũng đang có một mẫu xe City lướt rất là đẹp, đời 2017. Thì phía sau em đây, đây là mẫu xe sản xuất 2017. Và biển số rất đẹp nha mọi người. Em cố tình che đi hai cái này, hai cái số ở giữa này, để cho mọi người đoán xem số ở giữa nó là một số cặp và cái số nó như thế nào. Thì nếu mà nói là để kiếm một chiếc xe mà lướt mà đẹp như vậy kèm thêm cái biển số số đẹp như thế thì cũng rất là khó, và giá thì rất là ok. Và trước khi nói về giá thì em sẽ thông tin đến cho các anh chị về xe này đã đi được bao nhiêu cây số rồi sử dụng như thế nào để chúng ta biết hơn, rõ hơn về nguồn gốc của chiếc xe của mình, và sau đó thì các anh chị quyết định. Xe này tuy là xe 2017 và đăng ký lần đầu tiên là vào tháng 10 2017, tuy nhiên thì xe chỉ mới đi có được 48.000 cây thôi, và bảo dưỡng định kỳ theo hãng rất là đàng hoàng, và xe chính chủ, một đời chủ, cho nên các anh chị yên tâm. Và nhìn vẻ bề ngoài và cái chất lượng xe thì mọi người thấy được rồi, nó rất là mới, còn rất là đẹp, đèn đuốc để nhìn còn rất là sáng. Và em sẽ vô trong xe, em mở cái đồng hồ công tơ mét lên, mở đồng hồ đô lên cho mọi người coi. Đó, xe nghe nó có nói thật hay không. Rồi mọi người vào đây coi nè. Mọi người thấy không, đồng hồ ô đô chỉ mới đi được có 48.000 cây thôi. Rồi, mọi thứ rất là ổn. Vô lăng, ghế da. Xe này là bản top, bản cao cấp của City. Ghế da. Rồi nói chung nhìn rất là còn rất là đẹp. Nội thất trong xe mùi rất là thơm. Chủ người ta đi chẳng rất là kỹ nè. Cung cấp cho anh chị thêm một xíu thông tin về xe nữa. Thì xe này á, hiện tại là đã được dán phim hết rồi. Dán phim, phụ gầm. Rồi những cái đồ trên đây này, nó đều là zin hết. Chưa có thay, chưa có độ đẽo gì vô hết. Đó, nên các anh chị đảm bảo về cái chất zin của xe ha. Và bảo hiểm thì còn đến xe này vẫn còn bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân vỏ phải đến tháng 10 năm 2021 mới hết hạn. Ở đây năm đây mới có 2020 à, tức là một năm sau nữa mới hết hạn. Đó. Nói chung là cái xe này em cũng không biết nói gì hơn nữa, bởi vì nó rất là đẹp và mọi thứ nó còn rất là mới. Nên các anh chị nào mà mình quan tâm mà nhà cũng gần showroom thì cứ ghé xem xe để biết được cái chất xe nó như thế nào, biết rõ nó ra làm sao, những lời em nói có đúng hay không ha. Đó, mọi người cùng chiêm ngưỡng lại cái xe đi. Nhìn nó còn rất là đẹp, rất là mới. Đó. Đặc biệt là chiếc xe này chưa có bị va chạm đâm đụng hay là bị ngập nước.
nó còn rất là mới, rất là zin, và chủ họ đi rất là kỹ luôn. Đi một vòng nghía thử chiếc xe thì thấy mọi thứ vẫn còn rất là tốt, rất là bóng, màu sơn rất là đẹp nè. Hơn nữa là cái xe này biển số rất là đẹp nha mọi người, biển số rất là đẹp nha, 51F6666. Hai cái số này cũng thuộc dạng đẹp á, nhưng mà bởi vì đây là mạng xã hội cho nên là em không tiện để em đăng hết cái biển số lên đó. Thì các anh chị mình cũng cân nhắc, nếu như ai đang quan tâm đến cái dòng City xe lướt này thì mình cũng hãy cân nhắc để có thể là mình sẽ tiết kiệm được một phần chi phí đó. Đây giấy tờ không ạ? À? Thất vẫn còn ngon là thằng đào đó. Mọi người thấy đi một vòng này, tại quay buổi chiều chiều tối á, cho nên là các anh chị cũng thông cảm, nhìn nó hơi tối hơn xíu. Và nếu như là có thể thì các anh chị nào quan tâm đặc biệt đến cái xe này thì cứ hãy ghé vô showroom, ghé vô đại lý chúng em, liên hệ với NTC qua số hotline 0933 509191. À, để chúng em hỗ trợ và chúng ta coi xe được tận mắt hơn, kỹ hơn đó. Và sau đó chúng ta ra quyết định cũng chưa có muộn. Và bên cạnh chiếc xe cũ này thì cũng có những anh chị chúng ta đang quan tâm và đang mong chờ chiếc City Form mới, thì em cũng xin thông tin một xíu về cái chiếc City đó. Thì City 2021 mới này, nó được ra mắt tại Thái Lan cách đây cũng khoảng nửa năm rồi. Thì về hình ảnh nó được đăng lên trên mạng rất là nhiều, nên các anh chị cũng biết rồi đó. Cái xe mẫu mới đó thì nó rất là đẹp, nó khác về cái thiết kế bộ đèn này này đó. Và về kiểu dáng luôn, có vẻ như cái xe City mới nó sẽ thấp hơn, cái chiều cao tổng thể của xe nó sẽ thấp hơn cái xe này, phiên bản cũ này. Tuy nhiên thì khoảng sáng gầm xe thì nó vẫn giữ đó, nó không, nên các anh chị cũng yên tâm, không có sợ là cái gầm nó sẽ thấp đó. Kiểu dáng của nó thì nó sẽ làm theo cái thiên hướng nó thể thao hơn, nó hiện đại hơn. Và đặc biệt là xe City đó sẽ có những trang bị rất là hay, vượt bậc so với phiên bản City cũ này đó. Nếu các anh chị quan tâm và đang phân vân và đang thắc mắc là không biết là có nên chờ mẫu mới hay không, hay là như thế nào, thì cứ hãy alo cho NTC. NTC sẽ hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình cho các anh chị. Và hơn nữa thì trong thời gian này tại đại lý chúng em thì đang có nhận đặt cọc xe mới để nhận xe sớm nhất có thể. Thì vào thời gian ra mắt thì như ở đầu video em đã có nói là vào khoảng ngày 9 tháng 12 tới này xe sẽ được ra mắt và công bố giá. Thì sớm nhất là nhận xe sẽ vào đầu năm, vào tháng 1 năm sau đó. Và thêm những cái hỗ trợ, những ưu đãi từ phía đại lý thì các anh chị cứ hãy alo cho NTC. NTC sẽ hỗ trợ các anh chị để có được cái mức giá tốt nhất, những cái ưu đãi tốt nhất. Và hơn nữa thì nếu các anh chị mua xe, mua bất kỳ dòng xe nào tại Honda Auto Võ Văn Kiệt trong thời gian này thì cũng sẽ có cơ hội trúng một chiếc SH hay là nhiều phần quà rất là giá trị để kỷ niệm 8 năm thành lập Honda Auto Sài Gòn Võ Văn Kiệt. Mọi thông tin chi tiết thì các anh chị cứ vui lòng nhắn tin hay là gọi trực tiếp vô số hotline 0933 509191 để NTC tư vấn và hỗ trợ các anh chị nha. Video này thì em chỉ làm ngắn đến đây thôi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp các anh chị trong những cái video sau nhé. Bye bye.